khi mà có gió mạnh nó quật nó yếu, đây là yếu bộ rễ nè bà con thấy không nè. Tuy rằng là bộ rễ của thất sơn rất là cao, rất là bự luôn, thất sơn nhỏ cho bà con bé nè, nhưng mà nó không có bám đất được bà con ơi. Bà con thấy bộ rễ vừa gì không, nhưng mà nó không có bám đất được, bắt buộc nó phải đổ ngã thôi, tại vì nó cứ nó... Thất Sơn chào tất cả bà con vùng Bảy Núi nha. Thì bữa nay Thất Sơn tiến hành phun cử 60 ngày cho lúa M18 ha, vụ thu đông ha. Thì có một số chia sẻ cho bà con mình ha, thì bà con mình xem mình lưu ý ha. Thì ở đây thì chiều bữa 17 mình á bà con, 17 âm lịch á, có quất đám mưa kèm theo lốc sấy. Thì miếng cái miếng bậc kinh này nè, gió mạnh nó quặn á nên nó sập ha. Đây, đây miếng của mạnh cái bên nè. Đó, mà miếng của mạnh cái bên này nó quất què lỗ ha. Cô thất xa cũng quất hết mấy lỗ rồi. Đây. Gió mấy ông bọn cái đường này làm như là cái đường lốc sấy á. Còn thấy cái đường lốc sấy nè, hàng là vụ luôn, cầu có mưa là cái luồng gió, có luồng gió đi thẳng bên cây tung á. Nó đi thẳng bên hai cây bự đó, làm như có lốc sấy ha. Cổ thất sơn do xử lý dàn cao nên nó cũng sập mấy lỗ à. Thì nói bà con trong cái vấn đề lúa thì bà con muốn hạn chế sập là phải khai nước được ha. Nhưng mà ở đây nè bà con thấy nè, do ở cái cánh đồng mà bà con làm cánh đồng xã Thái Sơn thì biết à, hai vụ bơm thì bơm tư nhân chứ không phải bơm nhà nước nữa, nên là cái quá trình tưới và tiêu rất chậm, nó bơm nước cho lúa cũng chậm mà rút cũng chậm. Từ đầu vụ tới giờ bà con thấy không có khô một miếng luôn nè, khô được có cử hai mấy ngày là rồi đó, còn mưa không gào bà con thấy dập nè, cứ chảy chiền ngoài có ngoài đó nguyên cái đồng mình biết bao nhiêu lúa mà nó, mà ngoài đó có ống bơm, mà ống bơm khoảng 5 tắc, không tới 5 tắc nữa, 4 tắc à, 3 tắc rưỡi 4 tắc à, mà rút le ga hoài ha. Thì cặp bờ kinh thì bà con nào giữ nước thì đương nhiên nó phải sập đây nè, cũng manh nè, cũng manh nè, cái chỗ nào yếu nó sập á. Thì lúa này bà con nếu muốn giữ ít sập thì trước tiên mình phải khai nước khô ha. Thì nói về cái vấn đề thì đối với gặp OM18 thì bà con thấy nè, nó đỡ đúng không nè. Thất Sơn quay cho bà con xem nè, nếu OM18 nếu mà cái nào nặng quá nó sập vậy nè thì nó bị hư một phần nữa, còn nó cũng ngóc lên, nhưng mà nó ngóc được khoảng 20-30% thôi chứ không ngóc được nhiều ha. Còn mấy cái mà nó siêu siêu vậy nè thì nếu mà con khai nước khô rồi thì tự động nó đứng dậy ha, đứng dậy nó hạn chế sập cho bà con. Còn 54-51 mà nó nằm vậy, nó nghiêng nghiêng vậy đó ha, nó nằm luôn. Còn những cái sập 54-51, còn những cái sập như vậy là nó sập lay luôn ha. Còn nếu em thì không có em con, nó vậy là vậy đó, khi mà con khai nước khô thì tự động đứng dậy, nó được cái OM, nó được cái ngợi gì đó. Nhưng mấy cái này thì chừng nữa cái nào bóng cho nắng khô thì nó ngóc lên, còn nào nằm dưới thì nó ngóc không nổi. Mấy cái này OM nè. Thì về cái vấn đề cháy lá nè, mà con thấy không, sau khi Thất Sơn xử lý rồi thì thấy ít cháy hang lá xanh á, nó cũng cháy bìa nhưng mà nó đỡ thôi, cái nào nó cháy rồi thôi ha. Này cũng mấy ông anh đây làm cũng rất kỹ thuật luôn, hạn chế rút kinh nghiệm chứ. Còn cái giạt ngoài đó thấy một số bà con mình cháy rất là nhiều ha. Thì cái cháy nhiều đó là Thất Sơn bảo đảm bà con luôn là do sử dụng thuốc diệt khuẩn nhiều ha. Thứ nhất là diệt khuẩn nhiều, thứ hai là kết hợp xịt ba cái thuốc phòng bệnh nó nóng quá đi, rồi nó kết hợp với nhau nó gây cháy bì lá càng nặng thêm ha. Thì giảm gài thì cũng có mưa chiều nhiều quá bà con, thì trong mưa thì Thất Sơn nói với bà con thì cái thằng OM18 vụ thu đông thì có cái bệnh cháy bì lá, mà cháy bì lá thì Thất Sơn nó có mưa nhiều thì cháy nhiều thôi ha. Đặc biệt là có những cái đám mưa mà nó có cái chất axit, trong mưa thì bà con biết là có chất axit đó. Thì hồi lúc trước thì bà con mình biết mưa rồi, một số bà con mình làm bình ắc quy đó thì hứng cái nước mưa nó chế bình ắc quy thì chạy được ha, do nó có chất axit cũng nồng độ cũng vừa vừa đó chứ không phải là không có đâu. Mà đối với OM18 thì bà con biết là nó rất là nhạy cảm với cái vấn đề về thời tiết ha. Mưa cũng không, nắng không chịu, mà mưa cũng không chịu, bà con biết rồi, nắng cũng cháy lá, mà mưa thì cháy bì lá, nắng thì cháy lá kia ha. Mà năng suất nó, nếu bà con biết cái cách làm thì năng suất nó như thế này, mà từ đây tới cắt đứng sập nữa là lấy gạo như là cái này 750-800 bình thường ha, nó trúng hơn dưới ha, cái dàn bông này. Còn nói với OM thì nói bà con mình nó ít, nó không có vụ mà cháy lá giai đoạn cháy bì lá ha, nhưng mà nó chỗ ra rồi lấy vô gạo rất là mạnh ha. Nếu là 41 á, nhưng mà cái năng suất nó hên thì bà con được ấy thôi, chứ thường thường nó chín cho nó khô, cắt sớm á, chín ba ngày cắt á, thì năng suất nó có. Còn nói rộng đây là cắt thì tại vì cũng 97 ngày thì lúa nó 54-51 nó vô gạo sớm lắm, mà con chỗ ra rồi trong vòng 2-3 bữa là nó vô rồi, nó vô nó ỉnh hết trơn, nên nó vô gạo sớm nó sẽ bị chín sớm thì nó khô trà sớm thôi, nói chung vậy. Còn em lay ra lên xanh thì cái dàn lúa này lúc đầu Thất Sơn cũng chia sẻ cho con rất là thưa ha, sau khi xử lý các cái giai đoạn rồi kết hợp với phân thì chỗ dàn bông rất là đẹp, nhưng mà thấy nó sập về cũng hơi ông ổn chút à, thấy không con. Thì thôi, ở đây Thất Sơn nói về cái vấn đề trước tiên là tại sao là lúa sập nè, để cho bà con mình nắm ha.
để một số bà con mình không biết cứ xịt, tại nó tại sao mà xịt thuốc cứng cây chống đổ ngã mà vẫn đổ ngã, mà một số bà con không xịt thuốc cứng cây mà vẫn không đổ ngã. Thì cái nguyên nhân thì Đức Sơn nói thì cho bà con mình chia sẻ cho bà con mình nắm hang để mà trong cái vấn đề mình sử dụng thuốc cho nó đúng cái mục đích và hạn chế tiết kiệm cho bà con mình thôi ha. Thì trước tiên thì Thất Sơn nói về vấn đề đổ ngã nè. Đây Thất Sơn có cái mẫu chai luôn, cái này cửa này Thất Sơn xịt nè, Thất Sơn đem theo để chia sẻ cho bà con thôi ha. Thì đó cái sản phẩm là tấp lăng này nè, thì nó là bà con nó có tác dụng là cứng cây dày lá hay không con, nó bổ sung cái chất kẽm nè, các cái trung vi lượng á, kẽm là với cái phụ gia cứng cây của cái thuốc này ha. Thì thuốc là thuốc tấp lăng của công ty Smart Agro ở An Giang mình ha mọi con. Nói chung thuốc này sử dụng rất là ok. Thất Sơn sử dụng vô là thấy là bệnh cháy bì lá là hạn chế nhiều luôn. Nó không phát triển nữa, nó vẫn cháy cái bì bìa thôi nhưng mà nó không phát triển nữa. Này như mấy cái lá đài này cũng bị nè. Đó, nhưng mà nó còn cái chất diệp lục ở trong thì nó còn vô gạo ấy. Nhưng mà khả năng vô gạo thì nó cũng như giảm luôn. Đang chụp trong. Thì đây Thất Sơn tập trung và chia sẻ cho con nè. Cái này xịt cứng cây nè, ha. Cứng cây dày lá nè. Thì là có một số bà con mình nó hạn chế đổ ngã là có nghĩa là thuốc cứng cây dày lá bà con xịt kết hợp với khai nước, và có nghĩa là ướt khô xen kẽ đó, bà con không để nước liền miên. Cái này do vụ ba với máy cái chạm thoát nước nó rút không kịp á thì phải chịu thôi, sập thôi. Còn mà vấn đề mà nói xịt thuốc cứng cây mà lúa không sập á, là không, mà lúa không sập á là có nghĩa là khô nước á, kết hợp với khô nước á là lúa bà con rất ok. Thứ nhất là con xịt vô cứng cây cứng lóng dày lá phải không, là cái thuốc cứng cây ngắm gì đó chủ yếu là nó giúp cho lúa là cứng lóng nè, như dày lá là chủ yếu là hạn chế các cái bệnh về tấn công về lá và cái bệnh như là sâu đục thân nào nè, gầy mò chích thúc nè, tại vì nó cứng á nó sẽ chích thúc, nó sẽ là cây lúa bà con ít có bị suy dinh dưỡng hơn ha. Còn nếu bà con không xịt á, cái lóng bà con nó mềm ở trong á, cái cũng như là măng mình nó mềm chích vô thì nó rất dễ mặn cảm với ấy, cũng như nó dễ bị suy dinh dưỡng hơn ha. Thì nó cứng cái lóng này nó sẽ là hạn chế về cái vấn đề là sâu đục thân nè đó, với dày chích thúc, nói chung vậy. Còn lá cho anh vậy, lá đài nếu mà con xịt vô dày thì hạn chế về các cái bệnh như sâu cuốn lá nè, cháy lá nè, cháy bì lá nè, với ba cái bệnh nấm nữa gây hại trong cái vấn đề mà lá như khô dần nấm dần đâu hả bà con. Thì sao chia sẻ ha. Còn nói bà con là có nghĩa là thuốc cứng cây dày lá là nó giúp cho lúa tăng sức đề kháng ha, chẳng cứng cây là tăng sức đề kháng. Còn mà nó chống sập á là có nghĩa là bà con mình khai nước khô. Ở đây bà con thấy nè, nó sập ở đây không phải là cái cây nó rất là cứng nè, cái cây nó sơn bẻ cho bà con xem nè. Rất là cứng ha, nó không phải nó sập ở đây là không phải là nó gãy cái cây ha, cái cây nó cứng đâu gãy được. Nếu một số bà con mình cứng cái bộ rễ mà cái cây mềm cũng không được, tại vì cái bộ rễ bà con cứng mà cây mềm thì gió nó cũng gãy ngang vậy nè ha. Còn trong vấn đề bà con xử lý cái cây nó cứng mà bộ rễ nó yếu giữ nước hoài nè thì bắt buộc nó cũng sập, nó thấy không, nó ngặt á. Bà con phải kết hợp cái gì cũng vậy, kết hợp đồng loạt á, vừa xịt cứng cây mà vừa khai nước khô á là lúa bà con rất là ok, năng suất rất là đạt luôn, tại vì nó vừa cứng cây chống đổ ngã mà vừa vô gạo rất là tốt, nước là ngang chứ nó dở lắm ha. Thì đây do giữ nước từ đầu vụ tới cuối vụ nè, mà con thấy nè, nó khi mà có gió mạnh nó quật nó yếu, đây là yếu bộ rễ nè, con thấy không nè, nè. Tuy rằng là bộ rễ của Thất Sơn rất là cao, rất là bự luôn, Thất Sơn nhổ cho bà con thấy nè, nhưng mà nó không có bám đất được bà con ơi, bà con thấy bộ rễ vừa gì không, nhưng mà nó không có bám đất được, bắt buộc nó phải đổ ngã thôi, tại vì nó cứ nó có rễ nhưng mà nó không bám đất xịn, mà con biết à, đất xịn nè, yếu xìu à, nè, con thấy bộ rễ nè. Nhưng mà khi mà nếu mà cái vấn đề này mà con muốn chống đổ ngã cái bộ rễ này mà Thất Sơn mà cái nước này mà không có bị động nước đi thì cho bà con bảo bảo vô giờ cũng ít sập lắm, nó hạn chế thôi, cũng nghiêng nghiêng dữ lắm á. Tại vì cái bộ rễ bà con, bộ rễ là bộ rễ kinh hồn không, mà bộ rễ nó bà con bộ rễ là mình bự cỡ nào bự mà nước nằm tràn ngang từ đầu vụ tới cuối vụ như vậy rồi thì thua, vẫn sập bình thường ha. Thì trong vấn đề bà con lưu ý ha, chứ không phải là bà con mình nói xịt thuốc cứng cây là nó không sập đâu, do vấn đề. Mà nếu bà con muốn sập, ví dụ muốn sập mà nếu bà con xịt thuốc mà đất gò bà con khai nước khô hoài đi thì nó bà con mình nói là chống sập là nó cũng cứng cây nữa, nhưng mà nó không có dày lá, nó cứng chỉ cứng cái lóng với cái nó hạn chế độ ngã thôi. Nói chung là nó còn hay hơn xịt thuốc nữa bà con, các cái lá thuốc mà nếu bà con mà khai nước khô ha, nó sơn nó thiệt, dùng đất nó nà đất lung giữ nước thì bà con mình bổ trợ thuốc vô thì nói chung mình cũng hay, có thuốc thì hay hơn đó, nhưng mà nó cũng tương đương với cái thằng đất gò thôi nếu mà khô nước hoài thôi. Để cho thì Đức Sơn chia sẻ cho bà con nắm ha, chứ không phải là xịt thuốc cứng cây cái không ngã đâu. Vấn đề là do cái nền đất của bà con á, nước khô là nó hạn chế đổ ngã thôi. Còn nước đàn ngang như vậy hoài nè, từ đầu vụ cái vụ chạy truyền như hoài nè, cha tao sống nổi á, quốc dài lắm mưa mà không gió thôi, còn có gió nó thua luôn.
Còn về thuốc á, thì Đắc Sơn nói với bà con rồi, cái vấn đề thời tiết thì bà con mình không có kháng nổi đâu. Đối với B18 vậy, bà con mình xịt Đắc Sơn đó, bà con mình nó trung bình từ 7 đến 10 ngày xịt cử, nhưng mà bà con xịt một cử phải cho đáng một cử ha, cho cái cách mình quản lý bệnh ha, thời tiết nắng mưa sao mà còn quản lý bệnh. Con xịt cho đúng cái liều lượng, lượng thuốc và lượng nước nó cân đối cho nó ướt đều lúa, rồi là 7 đến 10 ngày con xịt cử đó. Còn nếu mà con xịt thuốc giảm á, thuốc cái kiểu như thuốc rẻ tiền á, thì bà con mình xịt 5 ngày xịt lạng cử. Nói chung mà con xịt thuốc rẻ tiền thì cũng ok thôi, nhưng mà bà con xịt nhiều lần thì nó bà con mình nó mau hư lá đồng thôi. Tại vì Đắc Sơn nói với ví dụ ha, cái lá đồng này cũng giống như cái bao tử của mình vậy thôi. Nếu bà con cứ uống ba cái thuốc tây hoài á, uống thuốc này thuốc kia, thuốc này thuốc kia hoài á, đặc biệt các cái thuốc mà giảm, các cái thuốc mà rẻ rẻ tiền đó, xúc sủi này kia mà loại rẻ rẻ tiền luôn, nó bà con uống vô nó bào bao tử lắm, có thể nó gây viêm loét bao tử nè, sốt huyết bao tử nè. Thì lúa mình thật sự nói bà con cũng y gan, cái lá này là tượng trưng cái bao tử của bà con mình. Bà con xịt thuốc hoài, cứ xịt vô hoài, không có cái thời gian cho lúa nó nghỉ ngơi, đừng nó phục hồi các cái tế bào. Bà con cứ xịt 5 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày xịt vô cử, xịt vô hoài riết nè, nó banh cái bộ lá đồng này hết trơn ha. Thì giống như bao tử bà con thật sự nói bà con rồi, bà con thấy bệnh bệnh bà con uống nước tập cho một số người cũng bệnh á, uống siết vô luôn cho hết. Chưa uống, người ta uống thường thường một lần, một lần như có thể là một ngày uống thuốc tốt, uống một lần à, ngày tôi uống một lần à. Còn thường bác sĩ 2 lần, còn bà con mình về chơi 3 lần luôn, sáng trưa chiều, biết nó cào bao tử cha tao chịu nổi á, thì lúa cũng mi gan thôi. Thì bà con lưu ý ha, mình xịt một lần xịt cho nó đáng lần xịt nó, thì Thất Sơn đi xịt lần xịt cho đáng lần xịt, rồi mình bỏ 7-10 ngày, mà Thất Sơn thường 10 ngày không à, này bữa hổm 50 ngày, 60 ngày, bữa nay 70 ngày mình xịt lại nè. Xịt càng xịt càng nhiều thì lúa bà con càng dễ cháy thôi, nói chung vậy, nó dễ khô trà khô bông nữa, có thể là lem lép cũng gây hại cho bà con luôn. Nó nóng, thuốc nhọc xuống nó hút nó nóng. Thì đây Thất Sơn chia sẻ thuốc cho bà con ha. Trước tiên thì Thất Sơn về cái vấn đề lấy gạo á, thì Thất Sơn cử này Thất Sơn chỉ kèm thêm cái chai Unano thôi. Thì đây thì để thành phần là bo nè, 2000, kẽm, chăm, bò phụ gia ha. Đó. Thì này thì có nhiệm vụ là bổ sung bo để cho vô gạo hay không con. Thì Sơn xịt thử thằng này coi sao. Thì cái chai này thì nó 165 ngàn hả mọi con. Chai nó 612 lít. Nhưng mà một chai này bà con sử dụng cho 5 cân tầm cắt thôi ha, là nó hiệu quả đó, đừng có nhiều nữa, 5 cân tầm cắt đó. Và Thất Sơn sẽ xịt thử 2 cử để xem coi chừng nữa gạo vô vào. Thì đây là Unano, đây là một chai 165k sử dụng cho 2 cân tầm cắt ha. Thì đối với con bò này xịt thì nó cũng hạn chế cháy lá lắm mà con ơi, với thời tiết mưa nắng mà con sử dụng cũng ok à. Bò nói chung là mất tiền thì đương nhiên là vô gạo phải im hơn này. Còn một số thẻ kali thì Đắc Sơn xịt thẻ có 7-8 ngàn thì nói chung thì nó không bằng mấy con này à ha. Đây là đối với Unano hết mà con. Còn này không phải. Kế tiếp là về quản lý gầy ha. Thì mặc dù là lúa Thất Sơn thưa không có gầy, nhưng mà nói một số đất lúa bà con dày là có gầy ha. Thì Thất Sơn thì bà con lưu ý một số cái cánh đồng khác nó cắt lúa rồi đó, thì lúa bà con đang giai đoạn chỗ nó, đặc biệt là vào cái thời tiết mà tối nè, qua con chăn rồi đó, qua gầm rồi đó, là gầy nó sẽ tập trung vào, nó xanh sôi đẻ nở, nó bắt cặp, nó nhảy nọc, nó đẻ ha. Nếu bà con không xịt ngừa trước thì bắt đầu lối 20 mấy á, là bắt đầu nó sẽ có đẻ rồi. 20-30 cuối tháng mình nó nghe âm lịch đó ha, là nó có đẻ. Bắt đầu qua đẻ nở, đẻ ra trứng, nó trứng không cái qua lối khoảng mùng 4, mùng 5. Bắt đầu nó nở, mùng 4, mùng 5 tháng sau nó nở. Nở có thêm 5-7 ngày nữa là khoảng 11, 12 đó, là bắt đầu nó trưởng thành hết rồi. Và nếu bà con xử lý nó bắt đầu 15, 16 nó tung cánh, nó bay theo chăn. Lúa bà con chậu nọc. Nói chung là cái thời gian, cái quy trình của gầy nó xanh sôi để nở là chỗ đó ha bà con. Nên mà khi bà con mình có gầy mà trời chăn rồi á, mà lúa giai đoạn nhỏ đâu thì khỏi xịt cũng ok, nhưng mà trời tối bắt buộc phải xịt ha, xanh sau để nở đó, nó không xịt là nó nở nó hút chích dữ lắm ha. Thì đây Thất Sơn sử dụng một chai Besena là cho 1300 công cắt ha mọi con. Đây Thất Sơn xịt 2 chai cho 2 công đó, Besena ha. Rồi xử lý gầy đó, một Thất Sơn xử lý cái này là tới cắt luôn đó, giai đoạn chỗ này là tới cắt rồi, tới mà cây 70 thời gian lưu dẫn nó trên nửa tháng ha. Từ nửa tháng thì tới chừng đó thì qua con chăn khác thì nó cũng không có phát triển được nữa, nên là ok ha. Còn về vấn đề quản lý gì sâu ha, thì đây thì Thất Sơn xịt solo bà con ơi. Này solo này Thất Sơn mua rồi nên Thất Sơn phải xịt ha, bắt buộc phải xịt ha. Nhưng mà cái hiệu quả nó cũng nói chung là khoảng 50% thôi. Nói chung là cũng kém ha bà con. Nói chung là cũng hiệu quả, nhưng mà hiệu quả một phần nào đó thôi. Vẫn còn thiếu sót trong cái vấn đề thuốc là sâu không chết ha.
đối với solo thì thật sự thấy là trước tiên là thấy như vậy thì bà con nào có xài rồi cho ý kiến nha, coi được có đúng gì không, là đối với mẫu cũ này ha. Còn mẫu mới nếu ví dụ có, nó có ra mẫu mới thì có thể là nó sửa thuốc lại ha. Còn cái mẫu cũ này thật sự thấy là nếu mà vô cái đợt mưa gió nhiều xịt là sâu thấy không chết luôn ha. Còn cái này mưa mưa nắng nắng thì xịt thấy đỡ là có nhưng mà hạn chế thôi ha. Nói chung thì vậy, thật sự thấy cảm thấy thì xịt thuốc thì để ý thì biết ha. Đối với solo thẻ mười mấy ngàn chứ không rẻ đâu ha. Còn về vấn đề quản lý đậu ôm lên lép ha, thì Đất Sơn nó còn quản lý thì một cái mẹo nữa để mà giúp cho bà con là quản lý lúa tốt hơn nè. Thì đối với lúa bà con canh tác lúa mà có thời canh tác lúa mà mưa thì bà con mình dùng thuốc nắng ha. Còn nếu thời tiết nắng thì bà con mình dùng thuốc mưa hả, để cho nó hòa đồng với nhau, nó không bị cháy ha. Nếu mà thời tiết nắng mà con dùng thuốc nắng nữa là nó nóng, nó cháy lá hết. Mà thời tiết mưa bà con dùng thuốc mưa nó là cái cây lúa bà con quản lý bệnh không tốt hả? Thì có nghĩa là sao, có nghĩa là đây thật sự giải thích luôn, nếu như thời tiết mưa thì bà con sử dụng các hoạt chất, các cái loại thuốc mà nó có nồng độ cao, cái dạng như là nó nóng áp lúa nó cháy lúa, ví dụ như tin super nè, thì thật sự thì chỉ biết cái dòng sắt hơi dài thì người ta nhiều biết, còn mấy cái dòng khác thật sự không sử dụng nên là không biết cái đặc tính của các cái dòng khác ha. Thì như thời tiết mưa thì thật sự sẽ quản lý thằng tin super nè, thì nó thành phần của nó là gobiconazole ha. Đây gobiconazole 150 g lít và defend Noka Defend Conazole ha. 150 g lít thì hai thành phần này là đặc trị là về núm ha, lép lép hạt đó. Và cái nồng độ của thằng T-Super cũng rất là cao nên ức chế các cái về bệnh lép lép hạt, núm nó rất là hay ha. Nói chung là vậy, thuốc nó cũng như là có thương hiệu rồi thì bà con mình biết rồi, mà ngặt cái nó mắc lắm, chạy 200 mấy chứ ít đâu. 210, 215 gì lần đó ha. Thì đây thật sự sử dụng một chai này, nếu mà con mình xịt thời tiết mưa thì bà con sử dụng 5 g đồng cắt là vừa ha. Thời tiết mưa nha, nắng mưa bà con sử dụng 5 g đồng cắt cho một chai tin super này, nó sẽ quản lý bệnh tốt cho bà con. Còn nếu thời tiết nắng thì bà con có thể sử dụng 6 công 7 công, ví dụ như đông sưng gì đó, 6 công 7 công ha. Cho nó ít ra, cho nó lỏng ra, nó thứ nhất là quản lý bệnh cũng ok, thứ hai là ít cháy lá ha. Còn bà con thời tiết thời vụ mưa bà con xài, ý vụ nắng mà bà con xài chai này 5 công nó cháy lá bà con hết luôn. Nó nóng như mưa mình ức chế nấm bệnh thì mình xịt nhiều, tại vì lúa nó có chất mưa nó mát rồi, ít có bị tình trạng là cháy lá ha. Nên mình xịt áp vô cho nó quản lý bệnh ha. Đối với lớp hạt cái tiếp là thật sang kèm thêm thằng phi la ha. Thì nói hai này mà xịt chung với nhau mà xịt vụ đông xuân là lúa mà còn mau mau chín lắm, thiệt bảo đảm luôn. Nó nóng mà, thằng này nóng, hàng này xịt vô cái cũng như là lò lửa vậy ha. Nhưng mà thật sự kết hợp hàng này để xịt cái lúa vụ thu đông này trong thời tiết mưa chiều nè, để cho nó quản lý bệnh tốt hơn ha. Thì bà con đặc biệt là trong cái vấn đề là phila nó cũng có cái thành phần là robiconazole nè, 125 g ha. Chisiclazole là thành phần đồ ôm ha. Robiconazole conazole là 125 g là nó cũng trị về núm nè. Kết hợp với thằng này cũng nó nè ha. Robiconazole ha. Hàng này kết hợp thì trong đây có thành phần đó, thằng này thành phần đó với thằng đặc trị lên lớp hạt này đồ ôm nữa. Nói chung là vô là cái thành phần gobiconazole rất là đậm luôn, nó quản lý bệnh rất là tốt luôn ha. Nên là nó hiệu quả trong cái chất vấn đề là lưu dẫn và diệt núm rất là hay ha. Thì nói chung thuốc nào cho do bà con mình kết hợp sao mà cho nó đúng cái liều lượng, lượng thuốc lượng nước thôi. Còn đối với phila thì bà con mình chạy một chai sử dụng 5 g đồng cắt ha. Đối với phila thì mặc định luôn, vụ mưa cũng 5 công mà vụ nắng cũng 5 công ha. Nếu tình trạng bệnh áp lực bệnh nó cao thì bà con có thể tăng lên ha. Nói chung vậy, còn bình thường mà con xịt ngừa xịt trị bệnh nhẹ nhẹ thì chai 5 công là hiệu quả rồi, 5 công đồng cắt đó. Thì nói chung thì thật sự có nhiều thì chia sẻ cho con nhiều ha. Trong vấn đề thì là một youtuber ngoại việc rồi xàm chia sẻ xàm ra cũng phải có cái gì đó đặc biệt giúp bà con mình hiểu rõ, tiết kiệm tối đa chứ ha. Chứ không có mà tập trung quảng cáo thuốc để mà kiếm cái nguồn lợi riêng mà cho bà con mình sử dụng nhiều, rồi bà con mình thứ ra lúa hắc thót đồ đó thì lỗ, bà con cũng thấy cũng tội nghiệp ha. Đất Sơn cũng trong bà nông dân ra biết mà, nói chung cái gì cũng gì vừa thôi, tiền thì cũng nhiều quá cũng xài cũng hết đâu, chết cũng có mang theo được đâu bà con ơi. Nên là làm gì đó có quá lợn. Bây giờ Đất Sơn đi quay phim một số bà con mình rất là thương ha, cũng mến lắm, cũng có một số người rất là ghét, cũng không hiểu sao thôi. Nói chung thì việc ai đấy làm ha, ai thương thì cảm ơn, ai ghét thì thôi. Còn vấn đề mà một số thì bà con mình thất sơn sẵn nói luôn, một số cái vấn đề trên mạng mà vụ mà quảng cáo thuốc trên Facebook này kia đó, mà lúa quặt quặt này nè, công với me đó đuôi quặt quặt kia nè, quặt qua cái nó bật lại nó cứng cây, quảng cáo thuốc. Thật sự bà con nói bà con này nè, bà con khai nước khô đi,
khỏi chạy thuốc, thay nước cho thiệt là khô, lúa chín thay nước, lúa từ giai đoạn chín nha, từ giai đoạn mà chỗ đến chín thì bà con phải thay nước thường xuyên ha, không có cho nó khô, nó chỉ là ỉ thôi, đó là nó phát triển cái bộ rễ nó cứng rồi đó. Rồi bà con bật qua đi nó cũng mới ra vậy đó, bà con đè qua vậy nè nó cũng bật lại ra, tại vì cái bộ rễ bà con tốt, cái cây bà con nó không có ngâm nước nè, cái lóng này nè nó không có ngâm nước nên là nó rất là săn chắc. Còn nếu nước chứa là ngang ngang nước ngấm như này nè, giống như cái móng giò bà con vậy đó, nước hoài thì cái móng giò bà con mềm thôi, còn nếu cái móng giò bà con để trên khô lên cứng ngắc à, thì cây lúa mới gan vậy đó. Đó thì rất sơn chỉ cho bà con á, chứ bà con đừng có tin quảng cáo thuốc quá thì cũng tội nghiệp bà con ha. Bà con không biết, một số bà con nhẹ dạ tin là mua thuốc theo xịt xịt chích luôn ha, thì đó bà con thay nước khô. Một số quảng cáo thuốc hắc sơn, bị hắc sơn bắt bãi chẳng hạn, quảng cáo thuốc đó ví dụ nó khai nước khô đi, nó khai nước khô bộ rễ cứng rồi cái bắt đầu nó bơm nước đầy vô, cái đầu nó quay nó đây nè, đó nó bật xuống bật lên nó lấy là nước mênh mông nè, nước mênh mông nè, nhưng mà lúa vẫn cứng cây, có nghĩa là trước đó là nó đã khai khô rồi, bà con hiểu không? Khai khô rồi, bộ rễ cứng rồi, cây cứng rồi, bắt đầu nó bơm nước vô nó mới quay phim nó quảng cáo cho bà con. Rồi bà con mua sản phẩm đó ok giúp công ty. Rồi nói chung mình vẫn chia sẻ cho bà con một số vấn đề ha, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi clip, chúc bà con vụ đông xuân được, vụ đông xuân tới sẽ là trúng mùa được giá nữa ha, chào bà con.